Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống, từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video hay và thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Có lẽ hành trình lên ngôi Champions League 2008 cùng một đội hình trong mơ với những Van der Sar, Vidic, Ferdinand, Ronaldo, Rooney, v.v. sẽ luôn là chuyến phiêu lưu chinh phục đỉnh cao đáng nhớ nhất đối với toàn thể các Manusians trên thế giới. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường nâng cao chiếc cúp tay voi lấp lánh đầy vĩ đại của Manchester United trong mùa giải 2008 các bạn nhé. Hành trình chinh phục danh hiệu C1 của MU bắt đầu bằng chuyến hành quân đến Bồ Đào Nha để đấu với câu lạc bộ cũ của Cristiano Ronaldo, Sporting Lisbon. Và như một sự sắp đặt của số phận, chính CR7 đã có cú đánh đầu sệt hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sau khi lập công, anh 7 không ăn mừng một cách cuồng nhiệt như mọi khi mà lặng lẽ chắp tay hướng về phía khán đài như thay lời xin lỗi đến các cổ động viên Lisbon. Trở về thánh địa Old Trafford để tiếp đón đối thủ cứng cửa đến từ Serie A là AS Roma, Manchester United lại có trọn vẹn 3 điểm nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của siêu sao. Lần này, Wayne Rooney với cú đá nối với độ khó cực cao đã sắm vai người hùng để giữ niềm vui chiến thắng lại với nhà hát của những giấc mơ. Sau hai chiến thắng đều với tỷ số 1-0, đoàn quân của Sir Alex Ferguson đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác tại lượt trận thứ 3. Phải làm khách trên đất Ukraine lạnh giá, nhưng cả MU và chủ nhà Dynamo Kiev đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc bàn thắng rực lửa. Bên phía Quỷ Đỏ lại là hai cá nhân kiệt xuất bậc nhất trong đội là Rooney và đặc biệt là Cristiano Ronaldo tỏa sáng với cú đúp cùng bàn mở tỷ số của Rio Ferdinand đã giúp cho MU rời Đông Âu với 3 điểm tuyệt đối. Về phía chủ nhà Kiev, dù rất cố gắng nhưng họ cũng chỉ có hai bàn thắng danh dự để tránh một trận thua quá thảm ngay tại sào huyệt của mình. Có được trọn vẹn 9 điểm sau lượt đi vòng bảng, MU gần như nắm trong tay tấm vé đi tiếp, trở lại Old Trafford để tiếp đón bại tướng Dynamo Kiev. Sir Alex Ferguson quyết định cho một số cầu thủ trẻ ra sân để mài dũa thêm kinh nghiệm và một trong những thử nghiệm đó của ngài máy sấy tóc đã phát huy hiệu quả. Phút 31, trung vệ trẻ khi đó Gerard Pique đã bật cao đánh đầu sau đường tạt chuẩn xác của Ronaldo, cộng thêm 3 bàn thắng đến từ tam tấu nguyên tử của Quỷ Đỏ lúc đó là Tevez, CR7 và Rooney. MU lại tiếp tục gieo rắc ác mộng cho các cổ động viên của Dynamo Kiev với chiến thắng vùi dập 4 bàn trắng. Tiếp tục với điểm tựa sân nhà, Man United chào đón Sporting Lisbon đang rất cần điểm để cạnh tranh với Roma cho tấm vé còn lại vào vòng trong. Và mặc dù đã vươn lên dẫn trước ngay phút 22 do công của Apel, nhưng đại diện đến từ Bồ Đào Nha vẫn phải ra về tay trắng khi bàn gỡ hòa của Tevez và cú sút phạt thần sầu ở phút thi đấu cuối cùng của Ronaldo đã giật phăng tấm vé được chơi vòng 1/16 của Lisbon. Hành quân đến Olympico của AS Roma trong một trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi cả hai đã dắt tay nhau đi tiếp. MU với nhiều cái tên dự bị vẫn xuất sắc cầm hòa đội bóng thủ đô Italia với tỷ số 1-1 với cú đánh đầu thành bàn thứ hai của Pique tại giải đấu. Có được ngôi đầu bảng F một cách đầy thuyết phục, đoàn quân áo đỏ của Ferguson hiên ngang tiến vào vòng 1/16 để đối đầu với nhà đương kim vô địch nước Pháp Lyon. Tuy nhiên đại diện Ligue 1 đã cho người hâm mộ thấy vì sao họ đang thống trị tuyệt đối tại đấu trường quốc nội. Với lợi thế được chơi trên sân nhà, những chú sư tử sông Rôn với lối đá kỷ luật đã vươn lên dẫn trước với cú sút chân trái hiểm hóc của Karim Benzema.
phải đến phút thứ 87, trong một pha bóng lộn xộn từ quả tạt của Nani, Carlos Tevez mới nhanh chân dứt điểm, kiếm về trận hòa và bàn thắng sân khách vô cùng quý giá cho Man United. Có được lợi thế lớn ở trận lượt đi khi trở về thánh địa Old Trafford, MU vô cùng tự tin về cơ hội đi tiếp của mình. Trận đấu này, Sir Alex đã bố trí một phong cách thi đấu vô cùng chặt chẽ, rình rập dù Quỷ Đỏ có lợi thế sân nhà. Và chiến thuật đó đã phát huy tác dụng một cách hiệu quả. Phút 41, tận dụng sự nôn nóng tìm kiếm bàn thắng của Lyon, MU đã có đòn hồi mã thương đẳng cấp với cú dứt điểm trong tư thế mới của Cristiano Ronaldo. Và đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, vì dù rất nỗ lực, nhưng Lyon không thể nào xuyên phá được hàng thủ vô cùng kiên cố dưới sự chỉ đạo của cặp đôi Vidic Ferdinand để giành lại tấm vé vào tứ kết cho các cầu thủ MU. Tại tứ kết, Rudy và các đồng đội gặp lại AS Roma, đối thủ đã không thể chiến thắng họ trong hai trận vòng bảng. Và trong chuyến quay trở lại Olympico với lực lượng mạnh nhất, Quỷ Đỏ đã không để cho chủ nhà có thể tái hiện lại trận hòa mà họ đã làm được ở lượt trận cuối vòng bảng. Cú băng cắt đánh đầu vô cùng uy lực của Ronaldo cùng với pha đá bồi tinh ranh của Rooney đã mang đến lợi thế to lớn cho Manchester United khi họ đã bỏ túi tới hai bàn thắng trên sân khách. Tại trận tứ kết lượt về, với một lợi thế quá lớn đã có ở lượt đi, thật khó có thể tin vào phép màu cho AS Roma tại nhà hát của những giấc mơ. Và sự thật đúng là như vậy khi De Rossi và đội bóng của anh không thể một lần xuyên thủng màn lưới của Van der Sar, dù cho họ đã được hưởng một quả phạt đền. Nhưng trên chấm 11m, chính đội phó De Rossi đã có cú bắn chim không thể vô duyên hơn, để rồi vào phút 70 lại một lần nữa Carlos Tevez sắm vai kẻ chốt sổ khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa MU thẳng tiến vào bán kết với thắng lợi chung cuộc 3-0 trước AS Roma. Vòng bán kết Champions League năm đó đã chứng kiến tới 3 đại diện đến từ Anh trên 4 cái tên mạnh nhất. Và khi Chelsea với Liverpool phải có cuộc thư hùng nội bộ đầy duyên nợ thì Man United sẽ chạm trán một Barcelona rất mạnh thời điểm đó. Trong trận lượt đi tại Camp Nou, Quỷ Đỏ có cơ hội rất lớn để tạo ra lợi thế khi được hưởng một quả penalty sau khi Milito để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên lần này may mắn đã không đứng về phía các học trò của Sir Alex Ferguson. Trên chấm 11m quen thuộc nhưng Ronaldo lại có cú dứt điểm đưa bóng đi quá cao so với khung thành. Và trận đấu cũng khép lại với tỷ số hòa không đều. Tiếp tục vòng đấu được thi đấu trên sân nhà ở lượt về. Và lần này, Man United lại tiếp tục tận dụng lợi thế đó một cách triệt để. Biết được sức tấn công của các cầu thủ Barca là khủng khiếp, đặc biệt là tài năng trẻ đang lên Lionel Messi, ngài máy sấy tóc bố trí một đội hình 4-4-2 thiên về phản công. Và ở trận đấu này, chứng kiến một khoảnh khắc mà được ghi vào lịch sử của Champions League khi tiền vệ Bosco đã có một cú nã đại bác từ khoảng cách rất xa làm tung đốc lưới của Victor Valdes, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đồng thời đưa MU tiến thẳng vào chung kết sau gần 10 năm chờ đợi. Đêm Moscow hôm đó mưa tầm tã, chứng kiến trận chung kết Champions League toàn Anh đầu tiên trong lịch sử khi MU đối đầu Chelsea cho trận chiến cuối cùng. Quỷ Đỏ là đội bóng vươn lên dẫn trước với cú đánh đầu sở trường của Cristiano Ronaldo. Nhưng rồi Frank Lampard đã đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Cả hai đội ăn miếng trả miếng nhau vô cùng gắt gao, nhưng lại không có thêm bàn thắng nào trong hiệp 2. Thêm 30 phút, hiệp phụ kịch tính, nhưng vẫn không bên nào ghi bàn đã khiến trận chung kết phải đi đến loạt sút luân lưu 11m đầy may rủi.
Chính người hùng của MU trong hiệp 1, Cristiano Ronaldo, là người sút hỏng đầu tiên ở loạt sút thứ 3. Nhưng rồi cú trượt chân phải nói là đau đớn ngàn thu của Terry, cùng với sự xuất sắc của Van der Sar khi cản cú sút của Anelka trong loạt sút thứ 7 đã mang về chiếc cúp Champions League đầy cảm xúc dành cho bầy quỷ đỏ. Đêm Moscow khép lại bằng hình ảnh những chiếc bóng áo đỏ hiên ngang nâng cao chiếc cúp tay vòi giành giá. Còn sắc xanh của thành London đã ngập trong sự thất vọng, chỉ còn lại những giọt nước mắt hòa lẫn vào đêm mưa tầm tã tại thủ đô nước Nga tráng lệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.